Các thần thú của anh đi về được chưa? Mình phóng sanh xong rồi thì mình đi về nha mấy con, mấy ông nội, mấy bà ngoại, mấy cậu cả, cậu ấm. Sẽ còn 8 ngày phóng sanh cho bạn Thục Hiền nữa. Phóng sanh bây giờ là từ 2011, 2021 mà qua 2022 luôn. Tiêu đang bị thiếu oxy trong não nên nói chuyện tự nhiên bị sai câu chữ. Nguyên nhân là dạo này đang bị thiếu dinh dưỡng. Mấy em nhỏ là buổi sáng này phải nhớ ăn sáng. Ba mẹ dù có bận rộn cách mấy cũng nên cho mấy em ăn sáng. Tôi thấy một ngày mà ăn một bữa thiếu máu não quá. Những người mà nói chuyện mà ấp a ấp úng, nói chuyện mà cà lâm lắp bắp là vấn đề máu lên não nó có vấn đề. Tôi thấy có hiện tượng bị đen, bị thiếu máu. Về đi ăn sáng. Thật ra đang nuôi mấy con cuốn này giống như những đứa con của mình vậy. Những đứa học trò của mình. Cứ ngày ngày lo cho tụi nó ăn chim chóc gà vịt, quên cho mình ăn, cơ thể của mình. Dù tôi có một trí tuệ mạnh hơn cái thân thể này, nhưng cái thân thể này nó vẫn cần năng lượng để nuôi dưỡng cái cuộc sống của nó thì tôi mới tồn tại. Mặc dù trí tuệ tôi mạnh nhưng mà cái thân thể của tôi yếu nữa, lại tha tải em bé về để đứng đây để nó không tha về nhà. Mọi người cứ vứt rác hoài, cứ vứt tải em bé với khẩu trang hoài. Sai lầm là dạy cho nó đi lụm rác thải nhựa, lụm mấy rác thải dơ bẩn. Rồi giờ hai đứa dành nhau cái tả. Cứ vứt ra là mấy con chó tôi nó đem về nhà tôi là chết. Nè, nó đem vô đây, nó quăng rác vô đây nè. Đó. Mọi người vứt rác ra đường, nó đem vứt rác vô nhà. Vô nhà bà cô hai. Nhà bà cô hai. Có nhà ngon không ở. Bán. Vì đam mê tiền giàu sang đã bán đi những thứ thiên nhiên động vật quan trọng. Đây là ngôi nhà của tất cả các loài vật có thể đến đây sinh sống. Đây, nếu mình mà xây dựng nhà cửa lên đây á, thì không còn con gì đến đây sống nữa. Tất cả các loài côn trùng nó không đến đây nó sống nữa. Thì thiên nhiên ở đây bị hủy hoại, mất đi một lượng lớn khí oxy, khiến cho cuộc sống chúng ta ngày càng thảm thương hơn. Nên những ai mà thích xây dựng nhà cao cửa rộng á là đang rất là ích kỷ với mọi người xung quanh và những con vật xung quanh. Được cái phước đó cho bản thân mình đời này, nhưng đời sau mất hết. Làm vui, làm dế, làm côn trùng lại, giống như những con bướm này. Nhìn nó bình thường như thế, nhưng mà cuộc kiếp quá khứ của nó từng là những vị đại gia đấy. Nên không nên ghét nó, không nên hại nó.
mình chưa chắc vì quá khứ của mình được như nó đâu. Mà nay nó phải chịu khổ như vậy chỉ vì lòng tham lam ích kỷ. Những con bướm tại sao nó lại thích những bông hoa? Quá khứ của nó là không biết thương hoa tiếc ngọc, tàn phá hoa màu, nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Kiếp này là bướm. Bướm mà có hai dạng bướm, bướm đêm và bướm ngày. Bướm đêm thì nó xấu lắm, còn bướm ngày nó đẹp. Đây là những con bướm đêm. Người nó không có màu sắc gì hết. Hồi tới lúc sáng là nó sẽ mất tích, nó đi ngủ hết, nó đang đi kiếm chỗ đi ngủ. Sống trong thiên nhiên thì mình mới nghiên cứu được nhiều thứ về thiên nhiên. Nên những bạn ủng hộ tôi phóng sanh đúng cách, tôi sẽ làm nhiều vai trò trong tự nhiên cho các bạn xem và giải thích cho bạn rõ mối liên quan giữa các loài vật với con người qua website Tyon.vn.